Đã bao giờ các bạn thử đặt ra câu hỏi là có bao nhiêu tiền thì là đủ Và khi chúng ta có tài sản bao nhiêu thì bắt đầu chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống chưa Có quan điểm cho rằng là chúng ta sẽ lên hài hòa giữa việc làm kiếm tiền và việc tận hưởng cuộc sống Như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn an nhàn và thư thả Nếu các bạn mà đang muốn tận hưởng cuộc sống, muốn được hưởng những không khí trong lành Vào những ngày hè nóng bức hay là những ngày mùa đông lạnh giá Thì các bạn hãy xem hết clip này của tôi nhé trong clip này tôi sẽ mang đến cho bạn một cái giải pháp về không khí trong gia đình nhà mình. Đó chính là một mẫu điều hòa đến từ thương hiệu Mitsubishi, hàng bản cao cấp nhất, hàng nội địa của Nhật. Chúng ta dùng cho phòng khoảng 25 m2. Đây là model cao cấp nhất đến từ thương hiệu Mitsubishi các bạn ạ. Tại sao lại gọi là cao cấp nhất? Tại vì nó sẽ được tích hợp đầy đủ tính năng công nghệ nhất cho chúng ta một cái chất lượng không khí tốt nhất. Rất là tuyệt vời với những mẫu điều hòa như thế này. Nếu như nhà các bạn đã dùng những cái mẫu máy điều hòa nội địa của Nhật Thì chúng ta thấy hàng nội địa của Nhật, điều hòa nói chung á Thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng không khí rất tốt, đúng không ạ Không khí lạnh nhẹ, dịu, dễ chịu Nó không bị lạnh khô, lạnh bút như những mẫu điều hòa ở Việt Nam Bên cạnh đó thì nó chạy rất là êm Vậy thì ở cái mẫu cao cấp này thì nó sẽ cho chúng ta được nhiều hơn như thế Nó kiểm soát độ ẩm tốt hơn Đấy, Nó còn có cả cảm biến thân nhiệt người chúng ta nhìn từ nãy giờ tôi quay thì chúng ta thấy là cái thiết kế của mẫu điều hòa Mitsubishi này nó làm rất là đẹp đúng không ạ nhìn nó rất là nhẹ nhàng chúng ta thấy là nó dày hơn cái mẫu điều hòa thông thường ở Việt Nam chúng ta tại vì là nó là hàng full chức năng thế nên là nó cần phải một không gian để nó để các cái linh kiện hỗ trợ cho việc hoạt động của nó nên là nhìn cái mặt lạnh nó sẽ dày hơn nhưng cái này thì cũng rất là hay và nhiều khách thích đây cũng là một điểm độc lạ khác biệt giữa hàng nội địa của Nhật và hàng Việt Nam những mẫu hàng Việt Nam thì chúng ta sẽ không có những mẫu điều hòa như thế này và nhìn biết ngay là đây là điều hòa nội địa ở Nhật các bạn ạ. Khu vực ngoài này chúng ta thấy là nó sẽ có bốn lá đảo. Thường thường thì những mẫu điều hòa ở Việt Nam chỉ có hai lá đảo thôi, đảo trên và đảo dưới. Còn đây là bốn lá đảo độc lập. Bên trong nó thì lại có thêm lá đảo trong nữa để nó chia hướng gió rất là tốt, hoạt động cực kỳ là êm ái. Khu vực này sẽ là khu vực hiển thị. Còn đây sẽ là một cái mắt camera. Tôi sẽ lấy led cho các bạn xem. Cái mắt camera này thì nó sẽ cảm biến thân nhiệt người. Đấy, giúp điều tốc di chuyển hướng gió. Làm sao mà cho chúng ta sẽ có một cái chất lượng không khí tốt nhất và không hại đến sức khỏe. Nói về thương hiệu điều hòa Mitsu thì những khách hàng ở Sài Gòn chắc chắn là các bạn không còn xa lạ gì nữa. Tại vì trong thị trường Sài Gòn thì khoảng chiếm đến 95% thị trường dùng điều hòa thương hiệu Mitsubishi. Sài Gòn là một thị trường rất là có nhiều kinh nghiệm về dùng hàng nội địa Nhật đặc biệt là điều hòa tại vì là gần Campuchia gần nguồn hàng thứ hai nữa là thị trường Sài Gòn thì nóng quanh năm thế nên là cái nhu cầu dùng điều hòa cũng nhiều hơn các cái thị trường khác đó mà trong khi đó thì 95 phần trăm thị trường Sài Gòn dùng điều hòa Mitsubishi, để chúng ta biết được rằng là cái thương hiệu này là một thương hiệu rất tốt nhấc cái lắp nhựa lên thì chúng ta thấy ở khu vực trong này nó sẽ có hệ thống auto clear. Đó, tự làm sạch lưới. Chúng ta sẽ không cần làm sạch thủ công. Thay vì là chúng ta phải vệ sinh thủ công thì chúng ta chỉ cần nhấc cái khay đựng bụi này ra để chúng ta đổ đi là được. Đây, rất là đơn giản, một tay tôi cũng tháo được. Nó sẽ đựng bụi ở trong này trong quá trình hoạt động. Chúng ta vệ sinh rất là dễ dàng. Hàng mới nguyên thùng các bạn ạ cái mẫu điều hòa này thì nó sẽ cho ra một cái chất lượng không khí rất là tốt từ lẽ giờ nói rất nhiều về công nghệ chung quy lại thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng không khí nhẹ dịu dễ chịu là lạnh êm dịu chứ nó không lạnh buốt những mẫu điều hòa như này thì nó kiểm soát độ ẩm rất là tốt các bạn nhé kiểm soát độ ẩm rất là tốt chúng ta sẽ không bị khô da rất giá trị các bạn ạ thực sự là rất giá trị xứng đáng đồng tiền hiện tại hàng đang có sẵn tại Công nhật bùi huy chúng ta hãy nhanh tay để mua điều hòa thời điểm đầu vụ các bạn nhé đừng để cuối vụ mua chúng ta sẽ không còn những sản phẩm tốt và chất lượng đâu. Ví dụ như thời điểm này ai còn đi hỏi mua hút ẩm thì là sai rồi các bạn ạ. Chúng ta nên mua vào đầu vụ. Các bạn cần tư vấn hay gọi điện trực tiếp vào tôi hoặc đến xem hàng tại kho nhật bùi huy ở số 15 ngõ 24 đường hoàng quốc việt các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.